Xin chào các bạn, trên tay tôi là một trong những đôi giày lười độc đáo mà tôi muốn giới thiệu ngày hôm nay. Với thiết kế trẻ trung, được làm từ da búc cao cấp, bên cạnh đó là phần đế cao su bền chắc, được khâu chỉ gai tỉ mỉ, lót da vô cùng êm chân. Không chỉ có vậy, với họa tiết đục lỗ trên lưỡi giày mang lại cho bạn phong cách trẻ trung và đẳng cấp. Với mẫu giày lười tuyệt vời này, bạn có thể thoải mái sử dụng bởi đôi giày đã vượt qua tất cả các bài test về sức chịu lực như là uốn, vặn hay thậm chí là xoắn mà vẫn giữ nguyên form dáng và vẻ đẹp nguyên bản. Sản phẩm đang được sale tới 30% chỉ còn 399.000. Ngoài ra, khi comment số điện thoại đặt hàng tại đây, các bạn còn được tặng thêm một đôi tất khử mùi nữa. Nếu còn băn khoăn về chất lượng sản phẩm hay thiết kế của đôi giày thì hình ảnh của nó khi lên dáng sẽ thuyết phục bạn tuyệt đối. Với 3 màu nâu, xanh và đen, dễ dàng cho các bạn lựa chọn phối đồ. Phong cách trẻ trung mà sang trọng, đặc biệt bạn có thể sử dụng đôi giày với quần jean, kaki và cả quần Âu để tạo ra những bộ đồ độc đáo và mang cá tính của riêng mình. Hãy để lại số điện thoại hoặc inbox chúng tôi để đặt hàng ngay hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!